Xin chào các bạn, mình là anh Đầu Bay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay thế mặt đồng hồ của dòng xe máy điện Vespa iMa. Để thay được mặt đồng hồ này thì chúng ta cần tháo bỏ một lớp nhựa viền trắng bên ngoài như các bạn đang xem trên màn hình. Sau khi đã tháo bỏ khỏi lớp nhựa và mặt đồng hồ ra khỏi xe máy của bạn thì chúng ta đã được một miếng nhựa như này, kèm với phần mặt đồng hồ hiển thị các thông số trên dòng xe máy điện bây giờ như này. Và đây là phần còn lại mà chúng ta đã tháo chiếc xe ra. Đây, như các bạn đã nhìn thấy thì cách thay thế khá là đơn giản. Mặt đồng hồ chỉ có một rác duy nhất là rác 6 chân, đã như các bạn nhìn thấy trước mắt đây. Chúng ta chỉ cần việc là mua mặt đồng hồ khác như tôi vừa quay cho các bạn xem để thay thế vào. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Đây là củ đèn pha trước của dòng Vespa iMa mà tôi vừa tháo rời ra. Nó cũng đúng, chỉ có một rác duy nhất. Tất cả các linh kiện trên dòng xe máy điện thay thế khá là đơn giản, không có gì là phức tạp cả. Đối với mặt đồng hồ của dòng Vespa iMa thì trên đó được thể hiện các thông số như vận tốc, quãng đường và năng lượng. Trong nhiều trường hợp thì mặt đồng hồ chúng ta bị nước vào hoặc là bị chập, dẫn đến không hiển thị các thông số, tạo sự khó khăn khi chúng ta di chuyển trên đường. Đấy, sẽ quay. Các bạn có thể ra ngoài cửa hàng bán phụ tùng dòng xe máy điện mua một bản mặt đồng hồ như này và tháo các phần ốc ra và lắp bản mới vào, và nó đúng có một rác này, rác 6 chân như tôi vừa nói với bạn các bạn. Vâng, và tôi sẽ hướng dẫn luôn. Đấy, bạn dùng rác 6 chân là rắc cái cắm vào đầu rắc đực, đây là mặt đồng hồ của bạn sẽ hoạt động bình thường. Và sau đó các bạn lắp lại phần nhựa như các bạn đã tháo ra. Hiện tại xe điện ADB và chúng tôi đang cung cấp các mặt đồng hồ và nhựa của dòng Vespa iMa đủ các loại màu cho các bạn lựa chọn. Đây, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Những mặt đồng hồ của chúng ta được xếp khá là ngay ngắn trên các kệ để đồ. Việc thay thế và tháo dỡ rất là đơn giản, các bạn có thể thực hiện tại nhà của mình để giảm chi phí tốt nhất có thể. Và chúng ta học được cách bảo quản cũng như sửa chữa chiếc xe điện thân yêu của mình. Đây là phần nhựa ốp bụng của dòng Vespa. Các bạn quan sát. Thật là tuyệt vời khi chúng ta tự tay sửa chữa những chi tiết đơn giản trên dòng xe máy điện mà không cần phải ra thợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Mọi thắc mắc mọi người có thể để lại comment ở dưới, mình sẽ giải đáp cụ thể hơn. Xin chào và
Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Đây là phần mặt đồng hồ mà chúng ta đã lắp hoàn chỉnh, hiển thị các thông số cho các bạn xem. Cái kính này nó bám keo và đâm ra là nó hơi bị mờ một chút.